cho các bạn. Rất vui nay chào mừng ra chúng tôi có điều kiện qua chỗ vườn của bonsai Tuấn Phương. Nay thì anh em đã dọn xong cái tác phẩm này để đem đi triển lãm Hải Dương. Triển lãm được khai mạc vào ngày mùng 3 tới, mùng 3 tháng 12 năm 2023. Thì đây là một cái tác phẩm hoàn thiện rồi, hai thân rất đẹp. Tên tác phẩm này Xuân Thu. Thế thì là nhân cái clip mà quay tác phẩm này chuẩn bị đi ra sân chơi thi đấu này Hải Dương, thì thấy anh em bảo là ở dưới bây giờ cái số lượng cây cũng bắt đầu nhận rồi, khối lượng đợt này rất nhiều, quy mô lớn và quy tụ hầu hết là những cây anh tài đến đấy trưng bày. Thế thì là tự nhiên tôi lại thấy thích trao đổi một cái chủ đề mà khá là tôi thấy là sao bây giờ mọi người nói nó dễ dãi quá, thấy đơn giản quá. Đó là nghệ nhân, thợ cây, người làm cây với lại một cái gì các bạn biết nữa không? Con buôn. Rồi, chúng ta thử gọi là tản mạn một chút về các cái câu từ đi xem như thế nào. Thế thì bây giờ chúng ta phân tích lại cái từ nghệ nhân này. Nghệ nhân là một từ Hán Việt đúng không? Nghệ là gì? Nghệ thì tôi nghĩ là đó là nghề, nhân là con người. Nghệ là chắc là trong cái nhất nghệ tinh, nhất tân vinh ấy, có nghĩa là một nghề mà tinh thì là sẽ sung túc đúng không? Đấy, nhất nghệ tinh, nhất tân vinh. Thì nghệ nhân có nghĩa là một người mà có nghề. Thế vậy cái câu chuyện là nói nghệ nhân cây có nghĩa là người có nghề, nghề cây đúng không? À, hiểu đúng ra vậy thôi. Chẳng qua từ Hán Việt thì nghe nó sang sáng, còn từ thuần Việt thì nghe nó nông dân. Ví dụ là sử như là nếu mà nghệ nhân tức là người làm cây đúng không? Người biết làm cây. Hay là người dành vì làm cây à? À thôi, cho người dành vì làm cây đi. Thì đây là Hán Việt. Còn từ thuần Việt thì mình nói là người làm cây hay người làm cây giỏi đúng không? Tương đương nhau. Rồi, người ta phân tích thứ hai. Cái câu thứ hai là thợ cây. Thợ nghĩa là nhà. Thợ có nghĩa là người thợ ấy, mình hiểu nó nào thế đúng không? Người thợ có nghĩa là sao? Người ta chăm hay không mà tay quen, người ta cứ làm đi làm lại một việc thì người ta gọi là thợ, lặp đi lặp lại. Cảm giác là cái từ thợ cây ấy, nó như kiểu là làm theo kiểu chân tay to ấy. Chỉ đâu anh đấy mà cứ lặp đi lặp lại công việc như thế, gọi là người thợ, làm không có tư duy à. Có nghĩa là thợ cây cũng người làm cây mà không có tư duy à. Rồi ok. Thế nhưng mà đạt đến mức thợ cây cũng là kinh rồi. Có nghĩa là người làm được cây đúng không? Người làm ra được những tác phẩm của thợ cây. Thế cái từ thứ ba là người làm cây. Người làm cây có nghĩa là sao? Có nghĩa là một con người. Và làm một công việc đó là chế tác cây
Đó, chế tác cây, người làm cây đơn giản. Vì vậy có cái phân khúc người làm cây có khi là chỉ đơn thuần có nghĩa là người gọi là biết vỗ vẽ về cây theo cái phân cấp của cái từ mà phân cấp của đối tượng khi người nói trong mấy cái từ mà tôi đưa ra đúng không? Thế còn cái ý tiếp là con buôn cây. Buôn cây nghĩa là gì? Là con buôn nghe phải coi thường đúng không? Thôi nhà buôn cây đi. Nhà buôn cây hay là người kinh doanh cây, ok, cũng về cơ bản cũng như nhau. Là người mà mua cây xong bán cây có lãi hoặc là lỗ đúng không? Kinh doanh có câu chuyện lãi, câu chuyện lỗ, có nghĩa là người chỉ thuần là mua bán thôi để sinh lời kiếm lời ở trong cái ngành cây. Thế thì là có nghĩa là trong cái làng cây này sẽ phân biệt như vậy. Những người mà dính dáng đến công việc mà chế tác, sản xuất, nuôi trồng thì nó có mấy cái từ như vậy. Và một cái lớp người là nhà buôn cây đúng không? Thế thì là đấy là cái phân tích cái từ chuyên môn. Thế còn cái người chơi cây thì đơn giản rồi, có nghĩa là tôi thích thì tôi kiếm cây về tôi tự chăm sóc vớ va vớ vẩn hay nhào đấy, nhưng đại loại là quan trọng nhất là tôi thích thì tôi ngắm. Tôi cũng chả quan trọng là có lãi không có lãi, tôi cũng chả quan trọng là có làm được cây hay không làm, mà tôi là cái người chơi, có nghĩa là đơn giản là có cây tôi chơi đấy, đúng không? Tôi ngắm thì tôi chả chinh phục chẳng gì. Thế đây là cái người mà gọi là cái lớp gọi là nó không rõ ràng nhất trong cây, đúng không? Người chơi cây, ok. Mấy cái từ gọi là chuyên môn trong sở hữu và làm việc với cây, tác động đến cây, đúng không? Và từ đấy là tạo lên một cái môi trường và tạo lên một cái thị trường sử dụng, sở hữu, mua bán, chế tác. Và cuối cùng là các bạn biết là gì không? Phá cây. Tôi phải nhấn cái mạnh cái từ phá cây. Nó có một cái từ nữa ở trong cây cảnh nghệ thuật và trong cái giới cây, đó là người phá cây. Nhưng tôi thấy là không ai được phong cái này. Không ai được phong luôn. Và đúng là cái này thì đúng là không ai mong muốn, đúng không? Chẳng ai mong muốn là người phá cây cả. Thế thì cái mong muốn nhất của một người mà chế tác cây là đạt đến trình độ gọi là nghệ nhân, đúng không? Tức là cảm giác nó là một người gọi là người làm cây siêu việt và làm ra những tác phẩm siêu việt để đời từ đời này sang đời khác, những tác phẩm mà giá trị cao từ nghệ thuật đến tiền bạc. Đấy, theo tôi hiểu là bây giờ là gọi là nghệ nhân thôi là như vậy. Còn người làm cây hay là thợ cây thì thôi, thì là nó đơn thuần là làm ra được những cái sản phẩm mà gọi là đạt một chút và được một số người đón nhận. Đó, và thợ cây đi. Thế còn gọi là người làm thì nó đơn thuần là thôi thì gọi là làm ở mức phân mức thấp, biết làm một chút, hiểu là thôi đệ sai vặt, thầy gọi là lọc răm răm lọc răm, mà thầy bảo cắt chỗ này thì cắt chỗ này, cắt chỗ kia cắt chỗ kia, thầy bảo bón phân ra bón phân, bảo tưới từng cái nước đấy. Cái gọi là người làm cây thì nó đang đơn giản như vậy, tôi nghĩ là như thế để phân cấp. Thế còn một cái người phá cây là gì? Khó định nghĩa nhỉ. Thế thì ví dụ như là định hình cây, đúng không? Định hình một cây, một cái dáng mới hoàn toàn từ một cái cốt, có gọi là phá cây, đúng không? Hay là ví dụ như là một cây đang dáng thế đấy, đẹp, tự nhiên ông đổi dáng, cũng gọi là người phá cây, đúng không? Nét phá tiền tỷ. Đấy, tôi thấy là anh em hay giật tít như thế.
Thế nhưng mà cái hàm ý của người phá cây hay là kẻ phá cây thì là đơn giản là ông phá hoại, ý xấu đúng không? Thế còn thôi, nhà buôn thì dễ dù là không cần phải chứng luận. Thế thì tôi thấy là bây giờ nó đang có một cái này, ai cũng mong muốn là mình đạt đến trình độ nghệ nhân đúng không? Và tôi thấy là bây giờ là nghệ nhân thì phần lớn là nghệ nhân tự phong, cũng như là nghệ nhân được mạng xã hội phong, các YouTuber, các bác làm truyền thông thổi nghệ nhân. Hôm nay nghệ nhân này, ngày mai nghệ nhân khác. Thế nhưng mà tôi chưa hỏi các bạn này, tôi hỏi các bạn đúng một câu thôi. Câu mấy các bạn mà gọi người khác là nghệ nhân này, các bạn có hiểu là người ta phải đặt những cái tiêu chí gì mới gọi được gọi là nghệ nhân không? Ví dụ giả sử như là bên ngành giáo dục ấy, mới lại bên ngành khoa học ấy, người ta có các cái gọi là học hàm, học vị. Ví dụ như là đạt học hàm là giáo sư hay phó giáo sư thì ông phải có bao nhiêu đề tài nghiên cứu cấp nhà nước hay là cấp quốc gia hay quốc tế. Xong ví dụ giả sử như là đạt được tiến sĩ thì ông phải học như thế nào, có bằng nghiên cứu gì, có bằng cấp gì, xong rồi học chuyên sâu ra sao đó, xong thi thố như nào, đúng không? Thì mới được cấp bằng nhỉ. Thế thì bây giờ là nghệ nhân, thế bây giờ ai thừa nhận các bạn là nghệ nhân và các bạn làm ra được cái gì mà để được gọi là nghệ nhân? Và nghệ nhân thì khi được gọi thế, các bạn có cảm thấy là thấy hổ danh không? Có thấy hổ danh không? Đúng. Thế thôi, nếu mà nghệ nhân mà làm cây, ông phải làm từ đầu đến cuối một vài tác phẩm đình đám, được làng cây thừa nhận, bán được nhiều tiền, và tác phẩm ấy để đời, để lại cho những cái thế hệ sau, và tác phẩm ấy nó bền vững, tính nghệ thuật cao, giá trị cao bằng tiền. Khi đem ra triển lãm được rất nhiều người trong chuyên môn cũng như ngoài chuyên môn, cái ngành ấy, người ta thích, người ta thừa nhận là đẹp, là xuất sắc. Và có một hẳn một cái hội đồng hiểu biết thẩm định các cái tiêu chí, thế thôi mới được cái cấp bằng gọi là nghệ nhân, đúng không? Và cái bằng ấy nó cao quý lắm nhé. Đó, gọi là đấy là gọi là có bằng cấp ấy. Thế còn thôi thì các cái khác là gọi là người làm cây rồi thợ cây, người gọi là phá cây, kẻ phá cây thôi, không cần phải các bạn, đúng không? Mức thấp hơn đẩy đầy dậy. Thế tôi thấy bây giờ nha, các bạn YouTuber, tôi chả hiểu là các bạn nói như thế nào. Nghệ nhân cứ hơi một tí cái là nghệ nhân này, nghệ nhân kia. Tôi xin hỏi các bạn là cái người mà các bạn phong ấy, người ta làm đã làm được cái gì, đã làm được cái gì trong 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 cho cái ngành cây mà các bạn nói người ta như vậy, mà các bạn phong cho người ta như vậy? Hay là ví dụ người ta chỉ đang cắt một cái cành, đi một cái đường chi ngoắt ngoéo một tí thì các bạn gọi là người ta nghệ nhân? Hay là người ta gửi cho các bạn một ít tiền để các bạn quay, thế xong rồi thì là người ta bảo mày gọi tao là nghệ nhân đi, để PR, để lăng xê thì cũng gọi là nghệ nhân, đúng không? Thì thôi, có thể là một số anh em đói tiền thì có nhu cầu, thế thật kệ. Mày thích tao gọi nghệ nhân thì tao gọi mày là nghệ nhân, đúng không? Ít mẹ mày gọi, mày bảo tao gọi nào cũng được, chỉ trừ là quỳ xuống gọi ông bố thì tao không quỳ. Hay là có khi trả nhiều tiền cũng vẫn quỳ, đúng không? Thế vậy câu chuyện đây là câu chuyện hình thức và đơn giản là chỉ là PR, đánh bóng hình ảnh cho nó đẹp, nhưng mà đánh bóng một cách cẩu thả và đánh bóng một cách nó
nó kịch cỡm. Tự nhiên là tôi quay cái tác phẩm này và tôi nói đến đây, tôi nhớ đến ngày xưa học thì ông, tôi cũng không nhớ là tác phẩm nào của nhà văn nào, có phải Vụ Trong Vụng không, tác phẩm là Hạnh Phúc Của Một Đám Tang hay là Hạnh Phúc Của Một Tang Gia hay sao đấy. Nhân cái cơ hội của một cái đám tang thì các con cháu là diễn này diễn kia, diện trang phục đẹp rồi éo à hay không ạ, trước bầu bịch thì các kiểu đấy, hôm nay cũng diễn như vậy, có nghĩa là nó là một cái sàn diễn nhân một cái đám ma đó. Thế thì tôi mới thấy là nó thấy nó kịch cỡm, nó buồn cười làm sao. Có khi là một người vừa mới vào cây mua sai lè lè ra, có tiền mua cây, nhưng người ta có tiền mua cây, gọi là mấy bác đại gia đi, đúng là trong cái chuyên môn người ta, trong chuyên ngành người ta kiếm được tiền nhiều và người ta khẳng định được cái vị thế của người ta trong xã hội, đúng, mình thừa nhận đây là một đại gia. Rồi các cái ngành khác mà khác lĩnh vực cây, thế xong mông ấy vung được khoảng vài chục tỷ, trăm tỷ hay vài trăm tỷ ra mua cây. Tất nhiên là mua cây là bị lùa là nhiều, lùa gà. Thế là bắt đầu là mấy ông dê cây, mấy bắt đầu là vứt cho mấy ông làm truyền thông, mấy ông YouTuber, mấy ông viết báo, mấy ông tít tiện, mày năng siêu quá, nghệ nhân. Thế xong rồi cầm cái kéo thì tay thì thuận tay trái, cầm tay phải cho đúng chuyên môn, cắt vớ vào vận vài cái lá diễn xong rồi cầm cái đục cái chả gõ gõ linh tinh ở cái vùng rễ để diễn, đây là ta làm cây. Thế xong rồi bảo là bắt đầu là truyền thông, đấy là nghệ nhân. Tôi nói thật, bây giờ nhé, tôi chỉ nói các bạn một câu thôi, tôi đây biết là các ông làm được cái gì đúng không, nhưng mà ra nói chuyện trước công chúng dăm ba câu về chuyên môn này, nó lộ luôn là ông làm được hay không, chưa cần nói là làm hay chứng minh tác phẩm. Từ lúc mà chả biết cái gì mà đến lúc mà làm ra được tác phẩm, tôi nói thật với các bạn nhé, chầy trưởng. Nhiều người cả một cuộc đời người ta làm cây nhé, người ta không nói người ta là thợ cây, thợ cây vẫn là chuyên môn đó, người ta chỉ gọi là người ta làm cây thôi, mà cả một cuộc đời có khi 4 năm, 60 năm người ta không làm ra được một tác phẩm, gọi là từ A đến Z, nhưng mà làm ra những phần của tác phẩm thì người ta làm được. Đó, mất thời gian như vậy. Thế mà thấy một bác mới vung tiền được đâu khoảng 1-2 năm đã thành nghệ nhân rồi, sợ thật. Hay là tôi thấy là bây giờ trong cây ấy, còn có một cái kiểu này, chạy bằng nghệ nhân. Mất là có bác thì thấy bảo hết 10 triệu, có bác hết bảo 15 triệu. Thế xong rồi có bác thì chạy thì trả được một nửa bùng, lấy được cái bằng trong bùng. Thế xong cũng đi rìu rào, à khoe bằng nghệ nhân. Nói chung là tôi nghĩ là các bạn nên thực tế đi. Chúng ta hãy lên thực tế đi. Đầu tiên là người thích cây đã, ok, thích chơi cây, ok, thích cây đã. Xong rồi bắt đầu là người ngắm cây. Người ngắm cây xong bắt đầu gọi là người bập bẹ chơi cây, phá cây, mua mấy cây vớ vào vẫn về nuôi, xong rồi cắt vớ vào vẫn uốn hỏng được. Đấy, gọi là người bập bẹ chơi và phá cây, đúng không? Thế xong thì bao giờ các bạn đạt trình ngon ngon được chút thì gọi là người làm cây rồi, thôi cũng làm được một tí, một cái phần nào đấy. Có khi là có những bạn, các bạn làm bệ dễ và đẹp này, có những bạn mà định hình cái các điểm chốt của tay đẹp này, các cái có cái bạn thì lại đi được đường khung ở một số tay chính đẹp này, có bạn thì làm dăm bông đẹp này, thế cũng hay. Hoặc là có những bạn thì có chỉ chuyên môn, có khi các bạn chỉ làm mỗi củ ngọn đẹp thôi, đấy là một cái biệt tài.
thì lúc ý có thể là gọi các bạn là thợ cây được rồi. Đấy, có nghĩa là các bạn có một cái chuyên môn trong một cái mảng ở trong cây nghệ thuật được, ok. Thế còn là cá biệt có những cái bạn mà đẳng cấp làm được hầu hết các cái công đoạn trong cây cảnh nghệ thuật và ra được những tác phẩm đình đám thì gọi là cái tính chuyên môn hóa của bạn quá cao, gọi là chuyên môn của bạn trong ngành cây quá cao đó. Thì lúc đó nhá, chả cần ai cấp bằng nghệ nhân cho các bạn. Nghiễm nhiên trong giới cây người ta sẽ thường nhận bạn là nghệ nhân luôn. Và người ta khi gọi bạn là nghệ nhân ấy, người ta gọi với một cái thái độ cung kính thực sự. Đó, cái ý mới là cái giá trị. Và khi ở trong một cái đám đông, khi các bạn nói về cây, các bạn mới nói mở mồm ra cái là người khác người ta im bặt để người ta nghe. Và người ta nghe các bạn nói câu đảo, người ta nghe như là nuốt từng lời của bạn, nhập tâm. Đó, đấy mới, tôi theo tôi đấy mới là những cái người nghệ nhân chuẩn chỉ, không cần bằng cấp. Thế còn xin lỗi các bạn nhé, cái gì cấp được bằng này, chứng nhận mua đơn giản, giả đơn giản, đúng không? Còn cuối cùng là chốt lại được cái gì? Các bạn có khi là nói một cái lĩnh vực nhỏ trong cây chẳng nói được, chứ đừng nói làm. Thế nên là các bạn đừng lạm dụng này. Đấy là một. Với hai, tôi nghĩ là các bạn làm truyền thông, các bạn làm YouTube, cái YouTuber trong cây ấy, rồi các bạn là làm về bên báo chí, rồi các bạn là làm về các cái vấn đề mà gọi là marketing, PR, thì tôi nghĩ là các bạn cũng nên quan tâm một chút, và các bạn cũng nên trau chuốt một chút về vấn đề là năng lực của cá nhân đi, để các bạn đừng vẽ những cái danh hiệu cho những cái người ta muốn có danh hiệu, và đừng để cái làng cây nó bị loạn bởi những cái ngôn từ của các bạn. Thực tế là các bạn được thì ít, mà các bạn hại người khác, hại những cái anh em khác ở trong cái lĩnh vực là nhiều. Thì cái này là nó hơi dài, hơi lan man. Thế nhưng mà tôi cũng hy vọng là chúng ta nên có tâm một chút. Cây cảnh nghệ thuật nó không có lỗi, nó là một môn nghệ thuật, đúng không ạ? Và người làm nghệ thuật là người phải có tâm chứ, người phải có tầm chứ, người phải có tư duy chứ, đúng không? Còn nếu không ấy, các bạn, tất cả các bạn nhận là các bạn là những kẻ buôn đi, những nhà buôn đi, nhà sưu tầm đi, có làm sao đâu. Sao các bạn cứ phải lấp liếm cái câu chuyện là các bạn là cái người làm rồi nghệ nhân nhỉ? Cứ tao là thằng buôn cây, có vấn đề gì đâu. Tao là nhà buôn đấy. Không có nhà buôn, không có người buôn, không có kẻ buôn thì lấy đâu ra người, lấy đâu tao ra thị trường, lấy đâu ra luân chuyển hàng hóa, đúng không? Cái nước Việt Nam mình là cái nước xính ngoại kinh khủng khiếp luôn. Tôi nghĩ là trong nền kinh tế là phải tôn vinh nhất là người buôn, sau đó mới là người làm. Người làm chỉ là ở vấn đề hậu trường đằng sau thôi, tạo ra sản phẩm. Còn cái người mà đem cái sản phẩm ấy tới người tiêu dùng và tạo ra cái thị trường, tạo ra công việc cho con người khác, đấy chính là các cái nhà buôn. Hay các bạn đang nói một cái rất xấu, đấy là con buôn. Đáng ra người ta phải được trọng vọng, phải được gọi là nhà buôn. Thì trong lĩnh vực cây cảnh nghệ thuật, tôi nói với các bạn này, thị trường ngoài miền Bắc này, 99 nhà vườn lập ra là để buôn cây. Để nói thẳng câu trắng phới thôi nhanh, nhưng còn không có chuyện các bạn chơi đâu. Và cũng 99, bao nhiêu đấy phần trăm đấy là người chả biết làm cây quái gì hết. Còn nghệ nhân nhá, tôi nghĩ là cả cái miền Bắc này mà đếm được trên đầu ngón tay ấy, đã là kinh khủng khiếp rồi. Một bàn tay thôi bạn ơi.
một bàn tay thôi, chứ không đủ hai bàn tay đâu, cả cái miền Bắc này nếu mà được đạt đến cái trình nghệ nhân đó. Thì tôi cũng hy vọng là cái clip này hơi lan man, hơi tranh luận, nhưng mà tôi cũng hy vọng là các bạn cũng lấy thực tế một tí, thế thôi. Thế còn quan điểm của tôi làm YouTube là có thể là sẽ rất nhiều ghét tôi, rất nhiều người ghét tôi, bởi vì nhiều lúc là nói thật quá và nói ra những câu chuyện thâm cung bí sử, những cái lót ngót trong cái ngành này, những cái góc tối trong cái ngành này. Thế nhưng quan điểm của tôi muốn tạo cộng đồng nó thực sự trung tính và bền vững. Những cái người mà yêu cây, chơi cây và học làm cây các bạn nhé, đây là học đấy chứ không phải làm đâu, một cách thực sự đó. Chúng ta hãy học làm cây, sau đó chúng ta hãy làm cây, và làm cây sau đó chúng ta mới làm ra được cây, rồi làm ít làm nhiều xong chúng ta mới chơi cây được, đúng không? Chúng ta mới biết hay biết dở là làm chơi thôi. Thế còn cái câu chuyện giao dịch buôn bán thì đặt sau cuối cùng đi, thế là tốt lắm rồi đó, mục đích chỉ có vậy thôi. Thì clip cũng đã dài, ekip chúng tôi cũng có xây dựng một cái kênh review về kiến trúc nhà Việt, đó là Nhà Việt TV, chuyên review về các kiến trúc nghệ thuật nổi tiếng của Việt Nam. Hy vọng là sẽ được đón nhận các bạn sang sub, follow và theo dõi kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn các clip sau. Xin chào.